Xin chào các bác nhé, chào các bạn nhé. Trước hết là cảm ơn các bác, cảm ơn các bạn đã xem video này của chúng tôi. Hôm nay tôi qua cái video này thì xin nói về một thảo dược tiếp theo nữa được trình bày trên kênh của chúng tôi. Nhìn đây thì có thể có một số bác đã đoán được đây là cái thảo dược gì rồi. Tôi sẽ quay gần hơn cho các bác để các bác đã đoán thử xem. Đấy. Ở đây nữa. Tôi cũng sẽ để gần hơn để các bác đoán thử xem. Đấy. Ở đây là cùng một thảo dược các bác nhé. Rồi, chính là cái thảo dược hôm nay tôi định nói với các bác. Đó là Hà Thủ Ô. Trên tay chúng tôi đang cầm đây là Hà Thủ Ô Thái Lát Phơi Khô. Đấy. Để dùng cho những bác nào mà muốn mua hàng khô thì về các bác tự chế biến. Còn đây trên tay tôi là Hà Thủ Ô Thái Lát đã tẩm đỗ đen, tức là đã được 9 lần đồ 9 lần phơi ra là một cái thành phẩm này. Nó có những cái đặc điểm mà khi đã 9 lần đồ 9 lần phơi rồi thì cái miếng Hà Thủ Ô nó có một cái đặc điểm cầm rất nặng các bạn, rất chắc tay, nó không nhẹ như cái miếng Hà Thủ Ô phơi khô này đâu các bạn. Hà Thủ Ô phơi khô các bạn. Rồi. Thì hôm nay tôi xin nói sơ qua về cái tác dụng của cái Hà Thủ Ô. Thông thường thì nhắc đến Hà Thủ Ô thì mọi người nghĩ ngay đến cái việc là Hà Thủ Ô là làm xanh tóc đỏ da, bởi vì nó đi vào trong coca của chúng ta từ rất lâu rồi. Cũng xin kể với các bác câu chuyện về cái Hà Thủ Ô. Hà Thủ Ô thì trước kia không có cái tên gọi là Hà Thủ Ô đâu, mà thường là gọi là dao đằng hay gọi là dạ hợp. Qua một người tên là Hà Thủ Ô ấy, ông này thì bình bẩm sinh ra ông rất là yếu, đến tận 50 58 tuổi ông vẫn còn chưa có con. Đến khi ông này thì ông ấy hay theo thích theo các cái đạo thuật. Một hôm thì ông ấy đi theo đạo thầy đạo ở trên núi và có uống rượu, sau đó thì nằm ở vệ núi ngủ. Thì khi nằm ngủ thì ông phát hiện ra một điều rất lạ là có cách chỗ ông ấy nằm không xa thì có hai cây. Nó cứ bám vào nhau xong rồi nó lại tách nhau ra. Hai cây này ở cách nhau khoảng một cách tính theo thời điểm bây giờ khoảng 90 phân, tức là chưa đến 1 mét, thì chúng nó cứ bám vào nhau rồi lại tách nhau ra. Ông này cũng thấy rất là lạ. Thì ngày hôm sau ông ấy đào hai cái gốc cây lên thì lấy được hai cái củ, và ông cũng chưa biết dùng như thế nào. Thì mãi về sau có một người khuyên, người ta bảo là ông đã thấy cái hiện tượng lạ như thế thì mà đến tận bây giờ ông vẫn chưa có con, thì ông hãy dùng cái củ này. Thế ông cũng mang về và ông ấy theo cách chế biến là ông ấy tán bột và uống mỗi ngày, đầu tiên là 1 đồng cân, sau tăng dần lên 2 đồng cân. Thì sau thời gian khoảng độ 10 năm sau thì ông ấy có tới 3 đứa con. Và ông cứ dùng như thế thì ông ấy thọ tới 160 tuổi. Một người bạn của ông ấy thì rất thân thì được ông ấy cho bài thuốc này. Và ông ấy cũng về dùng, cũng sống thọ đến 130 tuổi. Thì khi người bạn của ông ấy lấy về dùng thì người bạn của ông bắt đầu mới tiết lộ và kể ra cho mọi người biết. Mọi người bắt đầu mới biết cái câu chuyện này. Và từ đấy thì cái tên không, người ta không gọi là dao đằng nữa mà người ta gọi là Hà Thủ Ô. Chính là từ đấy, vì là để tri ân cái người mà đã có cái công đầu tiên sử dụng cái vị thuốc này và thấy rằng nó là một cái vị thuốc trường sinh. Qua nghiên cứu của khoa học và qua tài liệu của giáo sư Đỗ Tất Lợi thì thấy rằng trong Hà Thủ Ô có hai chất rất là quý, một chất gọi là lysine. Lysine có cái tác dụng rất tốt trong cái hệ thần kinh. Vì vậy những người mà bị bệnh vì cái hệ thần kinh hoặc là suy nhược thần kinh thì dùng Hà Thủ Ô rất tốt. Hai nữa là lysine có cái tác dụng rất tốt cho cái việc chữa trị những bệnh về tim yếu. Đặc biệt những người mà yếu tim thì dùng Hà Thủ Ô hay là dùng lysine thì thấy phục hồi ngay lập tức. Vì vậy ngoài Hà Thủ Ô có những cái tác dụng bồi bổ cơ thể như làm đen râu tóc, bổ máu, bổ huyết. Nó còn có cái tác dụng là dùng cho những người mà bị suy nhược về thần kinh, rồi bệnh về thần kinh, bệnh về tim. Đặc biệt là như trong câu chuyện tôi kể lúc trên ấy, thì nó còn có cái tác dụng là chữa được vô sinh. Chữa được vô sinh chính là nhờ cái khả năng mà cải lão hoàn đồng của Hà Thủ Ô, có nghĩa là khả năng bồi bổ.
trong nhân dân và trong dân gian thì người ta vẫn dùng Hà Thủ Ô làm là một cái loại thuốc bổ dưỡng rất là tốt cho những người mà suy nhược cơ thể, những người thiếu máu, đặc biệt là những người, kể cả những phụ nữ mà bị bệnh về cái bộ phận sinh dục cũng dùng được. Qua đây thì chúng tôi cũng xin nói một số cái cách chế biến Hà Thủ Ô như sau. Hà Thủ Ô thì các bác có thể dùng cả cái củ tươi ấy, các bác thái lát rồi các bác phơi khô, xong rồi thì các bác dùng thế nào thì các bác thể dùng cái hạt khô này các bác đun nước uống này, ngâm rượu này, hoặc các bạn có thể sao tẩm thêm này, rồi Hà Thủ Ô các bác có thể thái lát ra, khi hàng tươi thì các bác sẽ thái lát ra, các bác xếp một lớp Hà Thủ Ô, một lớp đỗ đen, đổ chín đỗ đen ra thì các bác bỏ ra lấy Hà Thủ Ô đem phơi, phơi khô xong các bác lại đổ đổ như vậy thì có người đổ 3 lần, có người thì đổ 9 lần, thế là tùy theo mỗi người dùng. Ngoài cái việc sử dụng một mình cái vị Hà Thủ Ô để đồ thì mọi người thường hay cho thêm ngưu tất vào để đồ cùng. Thì trong cái website thì tôi đã đề cập đến rất kỹ đến việc này, thì các bác có thể truy cập cái website là haithoại.com để xem toàn bộ cái nội dung cái bài viết về Hà Thủ Ô. Trên trang đấy thì chúng tôi cũng đã để giá của cái Hà Thủ Ô khô này và cái giá của cái Hà Thủ Ô tẩm đỗ đen này, tức là đã qua 9 lần đầu 9 lần phơi. Cái Hà Thủ Ô này thì các bác có thể trực tiếp là về các bác tán ra, các bác dùng là phơi uống trực tiếp, hoặc các bác có dùng nguyên cả miếng thì các bác đun nước uống được hoặc ngâm rượu cũng được. Thì chúng tôi trong khuôn khổ video này thì chúng tôi chỉ giới thiệu sơ bộ về cái tác dụng của Hà Thủ Ô cũng như là giới thiệu về sản phẩm Hà Thủ Ô để các bác dùng. Ngoài ra thì chúng tôi cũng xin các bác đóng góp thêm về các cái tác dụng của Hà Thủ Ô để cho mọi người biết, và các cái cách sử dụng Hà Thủ Ô làm sao nó đơn giản nhất để mọi người cũng có thể sử dụng. Đây là một cái sản phẩm quý. Hiện nay thì trên thị trường những cái Hà Thủ Ô to và già thì rất là hiếm, và thường là bây giờ người ta đã bắt đầu có một số cái sản phẩm Hà Thủ Ô trồng. Ngoài ra thì cũng có thể vẫn tìm được những cái Hà Thủ Ô rừng. Các bác có nhu cầu thì hãy liên hệ với chúng tôi để chúng tôi sẽ tìm cho các bác những cái sản phẩm mà các bác thích hợp. Các bác có nhu cầu sử dụng Hà Thủ Ô thì liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại đang hiện trên màn hình của các bác, 0932 340 345. Xin cảm ơn các bác đã xem cái video này của chúng tôi nhé. Xin hẹn lại các bác trong các video tiếp theo. Xin chào các bác nhé.